chấn động, tiên tri tiết lộ bí mật về cuộc đời tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, vượt qua khổ nạn, đón thời giàu sang, tiền về như nước lũ, trả sạch nợ nần. Đúng tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Quý vị thân mến, cuộc sống có nhiều bài học mà mỗi người trong chúng ta cần học, ghi nhớ để trưởng thành. Và việc học rút kinh nghiệm từ những người đi trước chính là cách nhanh nhất để hạn chế những sai lầm. Con người đến với thế giới này, ai mà không mong cầu cho mình một cuộc sống sung túc, có người được sống trong nhung lụa, đúng với câu sinh ra đã ở vạch đích, có người ngay từ khi sinh ra đã được ngậm thì vàng, nhưng có người sinh ra thì sống trong nghèo khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cơ hàn vô cùng, nhưng đâu ai dám chắc cả đời mình sẽ nghèo, và cũng không ai khẳng định mình sẽ không có lúc nghèo khó. Nhưng nếu con người giữ được chữ tâm, tu được kế đức, thì trong lúc khó khăn hoạn nạn cũng sẽ gặp hung hóa cát. Trong số 12 con giáp theo các thầy tử vi luận giải, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 là người cần cù, chịu khó lại giỏi giang, nhưng tính lại nóng nảy dễ mất lòng người. Nhưng cái hay của họ là sống hào sảng, không để bụng, trời thương người có tâm. Vậy nên tuổi này chỉ cần bước sang 3 tháng giữa năm này, sẽ có nhiều cơ hội đổi vận giàu sang phú quý, là một được 10, trả sạch nợ nần, xây nhà lầu, mua xe hơi, công danh sự nghiệp vinh hiển, cháu con được nhờ. Vậy, trong 3 tháng tới này, công danh, tài lộc, gia đạo, sức khỏe của bản mệnh ra sao, làm gì để rước tài lộc về nhà? Mời quý vị lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây. Đầu tiên, đặc trưng tính cách của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, mạng tang đố mộc, gỗ cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà thành đế, quan lộc, tân khổ, xương con trâu, tướng tinh con cua biển, cuộc đời được ông tử vi độ mạng. Quý Sửu không phù hợp với công việc kinh doanh, mà chỉ phù hợp với những ngành nghề và công việc nào mà thể hiện được và phát huy hết tối đa khả năng sáng tạo của họ, như âm nhạc, hội họa, viết văn. Quý Sửu luôn là người có tài năng xuất chúng hơn người, đặc biệt là rất xuất sắc về con đường nghệ thuật, phong cách ứng xử và sử dụng ngôn ngữ, có tài, khả năng diễn đạt lưu loát và hùng biện khiến ai nghe cũng phải nể phục. Bản thân họ không thích sự tĩnh lặng mà chỉ bị thu hút bởi các hoạt động vui tươi năng nổ, là một người luôn biết cách điều phối các chương trình và nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ kế hoạch nào để được tham gia các hoạt động. Bản thân có lòng đam mê, học hỏi những điều thú vị, mới lạ, thích khám phá những địa điểm ở những nơi đã từng đặt chân qua, đặc biệt ghét sự ỷ lại và bên trong con người luôn tràn trề một năng lượng sống, đầu óc thì luôn có sự sáng tạo, mong có cơ hội được thể hiện trí thông minh hay trí tuệ của mình, luôn tạo ra một luồng không khí vui vẻ, thoải mái đến cho mọi người. Quý Sửu là người sống rất vô tư, như trẻ thơ với ánh mắt và tâm hồn trong veo, luôn háo hức để đón nhận những điều mới lạ, rất nhạy cảm với những thay đổi trong cuộc sống và môi trường xã hội, nhưng không đủ mạnh mẽ để đối đầu với sự cạnh tranh và thách thức, mặc dù bản thân là người tài trí hơn cả và khôn ngoan trong tất cả các lĩnh vực. Vì sống khá là vô tư thoải mái, cộng thêm khả năng ăn nói và giao tiếp cởi mở, thế cho nên được rất nhiều người quý trọng. Không những thế, lại còn khá là nhạy cảm và đặc biệt có được khả năng quan sát, nhìn nhận mọi việc rất là tốt. Đây là ưu điểm giúp cho Quý Sửu luôn tỏa sáng nếu được hoạt động trong các lĩnh vực ngoại giao cũng như quan hệ xã hội. Vì có được khả năng quan sát và nhận biết rất tốt về mọi vật, mọi người xung quanh, cho nên cũng được rất nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên, bản thân bạn cũng có thể chấp nhận vị trí của những nhân viên làm thuê và sẽ cố gắng vươn lên để đạt được nhiều thành tích tốt nhất có thể, là một người có khả năng làm việc độc lập và hoàn toàn có thể làm được các công việc như là kinh doanh, bán hàng. Trong suốt cả cuộc đời, Quý Sửu đã bỏ qua không ít cơ hội tốt, bên cạnh đó một chút đặc tính cẩn thận cũng có thể giúp ích cho bản thân tốt hơn. Đặc biệt Quý Sửu có khả năng trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng chính vì vậy nó lại có thể gây mất tỉnh táo trong cách nhìn nhận vấn đề khi mà bắt tay vào công việc. Chính vì thế lời khuyên chân thành nhất là nên lựa chọn những ngành nghề có thể phát huy hết tất cả khả năng sáng tạo của mình như âm nhạc, hội họa, viết văn. Nếu bạn là người lãnh đạo thì thường không mấy hà khắc khắt khe với nhân viên của mình. Với tài quản lý và cách đối nhân xử thế hợp tình hợp lý của họ thì điều này sẽ được các nhân viên kính trọng và gắn bó lâu dài bên cạnh. Với tính cách của tuổi này thì quý mệnh luôn mãnh liệt theo đuổi tình yêu của mình cũng như theo đuổi những việc mà bản thân muốn làm. Quý Sửu rất biết cách trân trọng tình cảm của đối phương. Nếu được người yêu làm cho một việc gì đó thì chắc chắn họ sẽ báo đáp lại rất chu đáo. Bản thân cũng luôn mong muốn tìm được một tình yêu tốt đẹp để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống.
Nhờ có tính tình hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ. Nhưng duyên phận thường gặp trắc trở khó khăn, phải đi vào hậu vận thì gia đình sẽ trở nên khá giả nhờ vợ con, cuộc sống có nhiều niềm vui. Xem luận giải tử vi quý sửu sinh năm 1973 năm 2024 thấy rõ, tử vi quý sửu của những tháng trước đó, thì 3 tháng giữa năm 2024 giáp thìn, tiếp tục được coi là thời gian nhiều khởi sắc với quý sửu trên nhiều phương diện. Về tài lộc, trong năm nhờ có tài tinh chiếu mệnh, nên tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài đắc tài, khởi sự thuận lợi đúng như mong muốn, công việc nhìn chung vẫn có sự phát triển tốt, những kế hoạch đặt ra đều được tiến hành suôn sẻ. Dù có khó khăn thì cũng có người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ. Năm nay, có dấu hiệu dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, cơ hội và thách thức luôn song hành. Hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Về chuyện tình cảm khá êm đẹp, người độc thân được vận khí hậu thuẫn sẽ sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình. Có người đồng hành chung bước sẽ khiến cho bạn thêm hăng hái phát triển bản thân. Các cặp đôi cũng có bước tiến mới trong mối quan hệ, gia đình ấm êm. Về sức khỏe không quá khả quan, quý mệnh nên dành thời gian để chăm sóc bản thân cũng như các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tin chiếu quý mệnh về tang sự, nên chú ý vấn đề này. Và sau đây sẽ là chi tiết các phương tiện cuộc sống của tuổi quý sửu sinh năm 1973, tháng 5, tháng 6, tháng 7 âm lịch như sau. Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Tuổi quý sửu may mắn không gặp phải hình khắc. Sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động từ năm trước đó. Công việc nhìn chung trong thời gian này không có quá nhiều cản trở. Chăm chỉ làm việc, ắt bạn sẽ gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu. Đó là lý do quý sửu chỉ cần chú tâm và gắng sức hết mình. Cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu mà đang cầu chức, lúc này bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Ngược lại, người mang tâm lý an nhàn ngại va chạm, tất nhiên vận trình vẫn cứ đeo đều, không tăng không giảm, nhưng cứ nếu đó là một lựa chọn của bạn thì cũng không có gì phải lo lắng cả. Cần đặc biệt lưu ý, 3 tháng giữa năm Giáp Thìn, thiên can quý thủy, xuất hiện thiên quan chủ về gánh vác công việc vất vả, nhiều áp lực, không những ít sự đồng hành hỗ trợ từ người khác, mà còn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá, họa thị phi, điều tiến rèn pha có thể ập tới bất cứ lúc nào. Sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Thêm sự xuất hiện của hung tinh phá toái và phi liêm, công việc dễ có sự phá hoại từ bên ngoài. Do đó, thời gian này nếu quý sửu mong muốn có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc. Quý mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Công việc chủ thủ không nên chủ công, lấy tỉnh chế động, làm tốt công việc hiện tại, không tham lam vô độ, ôm đồm nhiều việc, nhảy việc, chuyển ngành nghề, tự mình gây ra sóng gió. Càng ở thời điểm vận trình có trợ lực nhất định theo từng giai đoạn, cái chính là quý mệnh càng cần phải suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, thành công sẽ tới. Về phương diện tài lộc, thì tử vi năm 2024 nhận định về phương diện tài lộc tài chính của tuổi quý sửu, tháng 5, 6 và 7 âm nhìn chung được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ làm thêm cũng tăng lên. Điều này giúp bạn cải thiện cuộc sống, tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Còn thứ tài trong thời gian này sẽ là nguồn thu chủ yếu của quý mệnh, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Quý mệnh lúc này càng xông xáo, càng có sự chủ động trong mọi việc, càng dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá dỡ giới hạn của chính bản thân thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra. Thậm chí dù có lợi thế đó, nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Chính vì hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo, các mối quan hệ xã giao hợp tác làm ăn mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ gây đổ vỡ, mà ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt là quý mệnh cần đề cao cảnh giác vì những kẻ lừa đảo. Người kinh doanh được khuyên làm ăn buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ, vừa điều chỉnh cho phương án kế hoạch phù hợp,
lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân. Trong năm này, những ai trong lĩnh vực tài chính bán hàng bất động sản cần chú ý theo dõi biến động của thị trường, tránh tình trạng vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm, gây thiệt hại tiền của. Về mặt tình cảm, gia đạo, thì 3 tháng giữa năm được dự đoán không phải là thời điểm thuận lợi về mặt nhân duyên của Quý Sửu. Thậm chí nếu không xử lý tốt các mối quan hệ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình, quý mệnh lúc này hoàn toàn có thể đối mặt với đổ vỡ và chia ly. Đây là năm ngũ hành quý mệnh xung khắc với ngũ hành năm, vợ chồng đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu đều dễ xảy ra mâu thuẫn. Đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ nhưng mà khơi mào những trận tranh luận nảy lửa, chỉ vì không muốn ai là bên yếu thế, tranh cãi gay gắt vốn chẳng thể quyết được bất cứ vấn đề gì, lại khiến cho đôi bên khó chịu, ấm ức trong lòng. Tình cảm này vốn chẳng hề dễ dàng, nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thả cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương, thì tình yêu lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình. Trong khi đó các cặp đôi đang yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, mà sinh ra nhiều nỗi hờn ghen, giận dỗi vì thiếu cảm giác an toàn. Niềm tin không đủ lớn thì sẽ luôn có sự nghi ngờ. Lời khuyên cho quý mệnh là nên thành thật với nửa kia về những cảm xúc và suy nghĩ của mình, lại thêm hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở, là cô thần chớm mệnh, ảnh hưởng mạnh mẽ tới người độc thân trên hành trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Chính cô thần khiến dù trong năm quý mệnh có xu hướng giao thiệp rộng rãi bên ngoài, nhưng luôn có cảm giác bất an, thiếu sự tin tưởng vào người xung quanh, nhất là đối tượng khác giới, từ đó tự mình rơi vào trạng thái cô lập, phiền muộn, nhân duyên chưa kịp nở đã tàn. Nhìn chung thì những trục trặc ở phương diện tình cảm trong 3 tháng giữa năm Giáp Thìn 2024 này của tuổi Quý Sửu đa phần đều xuất phát từ chính bạn. Do đó lúc này bạn nên điều chỉnh lại bản thân nhé. Hãy cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc thì mọi việc sẽ không quá mức rối ren. Tình cảm nên để diễn ra tự nhiên nhất có thể mới bền vững và lâu dài. Về mặt sức khỏe, bước sang 3 tháng giữa năm, tháng 5, 6 và 7 âm lịch năm 2024, tuổi Quý Sửu bị hung tinh Thiên Cầu hoành hành, cho nên sức khỏe sa sút, điềm báo còn dễ xảy ra tai nạn thương tật với mức độ không hề đơn giản. Dù là người lớn tuổi hay là thanh niên trai tráng, trẻ nhỏ đều khó tránh những ảnh hưởng bất lợi như rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon, lâu ngày còn có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc. Đặc biệt là sức ảnh hưởng của Thiên Cầu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trở lực, sự cố cho phương diện công việc, tranh chấp, kiện tụng, pháp luật, mà còn gây va quẹt bất ngờ khó lường về sức khỏe và va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Chính vì thế quý mệnh cần hết sức phải cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc là môn thể thao mạo hiểm. Tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng, quý mệnh nảy sinh tâm lý cô đơn buồn tủi, khiến cho tinh thần sa sút nhiều nỗi lo phiền, dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, hoặc là sợ vận động cân nặng vì thế tăng giảm bất thường. Trong năm thì tuổi Quý Sửu cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, người thân, không việc gì phải giữ kín trong lòng, rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàng bệnh tật, ốm đau. Quý mệnh ngoài chú trọng nâng cao sức khỏe bản thân, mà cũng nên quan tâm hơn tới tình hình thân thể người thân. Nếu mà trong nhà có người dễ ốm đau, người lớn tuổi thì càng cần có sự thăm khám định kỳ để nắm bắt được tình hình sức khỏe, tránh tình trạng của bệnh. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượn phận dành riêng cho Quý Sửu, tháng 5, 6 và 7 âm lịch như sau. Vận trình tử vi tháng 5 âm lịch. Theo tử vi tháng 5 tuổi Quý Sửu âm lịch, tuổi Quý Sửu được khuyên nhanh tập trung phát triển sự nghiệp trong tháng này, bởi những tín hiệu tử vi trong tháng cho thấy đây sẽ là một giai đoạn quan trọng cho chặng đường phát triển trước mắt của bạn. Quý mệnh lúc này sẽ có khá nhiều việc phải làm, bao gồm việc hoàn thiện các kế hoạch dang dở, cũng như đặt ra một lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng hơn trong tương lai. Những tín hiệu tử vi trong tháng Nguyệt lệnh Lâm Quan và Tỷ Kiên khuyến khích, khuyên bạn nên dành phần lớn sự tập trung của mình cho sự nghiệp ở thời điểm này. Đây sẽ là một giai đoạn quan trọng cho chặng đường phát triển trước mắt của bạn. Nếu làm tốt, bạn cũng có thể xây dựng được nền tảng vững mạnh, tương lai bớt phần vất vả. Khối lượng công việc tăng lên là điều khó tránh, nhưng tốc độ cũng không quá gấp gáp, cho nên bạn có thể làm một cách chậm mà chắc, làm tới đâu hoàn thiện tới đó, hạn chế tình trạng đủ đỉnh làm mỗi thứ một chút rồi bỏ đó. Cuối cùng việc gì cũng dở dang, kết quả cũng chưa thấy đâu. Những chú trâu sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, cộng thêm sự linh hoạt và xông xáo trong công việc,
bạn sẽ phải luôn nỗ lực không ngừng, kiên nhẫn học hỏi, mở rộng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Có như vậy thành công mới nhanh đến. Chẳng những vậy, tinh thần làm việc càng hăng say, đầu óc mở mang, có nhiều ý tưởng, sáng tạo nhiệt tình, bạn lúc này hoàn toàn có thể đạt được thành tích bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái trái ngọt xứng đáng. Lưu ý tháng này, các dấu hiệu tích cực mới xuất hiện ở dạng tiềm tàng, cần thời gian và sự nỗ lực của bản thân mới có thể biến cơ hội thành hiện thực. Thành công không đến một cách dễ dàng, mà phải trải qua cả một quá trình phấn đấu lâu dài. Bạn nên làm việc hết bằng trách nhiệm và sự quyết tâm của mình, những liên hệ xã hội cũng sẽ rất hữu ích với bạn trong tháng 5 âm lịch này. Sao Bách Việt xuất hiện thúc đẩy nhân duyên giúp các mối quan hệ hòa hợp, tốt lành. Nhờ đó ấp tỷ có thể nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối. Điều này sẽ giúp cho bạn bám sát mục tiêu. Chính vì thế bạn hãy cứ làm việc chăm chỉ hơn, bởi bạn còn có tiến bộ hơn nữa nhé. Luận giải tử vi tháng 5 của 12 con giáp âm lịch dự báo, phương diện tài chính của người tuổi Quý Sửu sẽ có xu hướng tăng dần trong tháng này. Tuy nhiên, mức độ vẫn còn chưa được coi là xuất sắc, nhưng vẫn giúp cho túi tiền của bạn khá rủng rỉnh. Tiêu pha cũng không cần đong đếm quá nhiều. Cùng với công việc hanh thông, thu nhập của quý mệnh hứa hẹn khởi sắc, các khoản tích lũy cũng nhiều hơn. Nguồn thu nhập chính vẫn là dựa vào chính tài. Nguyệt lệnh lâm quan đòi hỏi bạn phải có kế hoạch rõ ràng để có thể phát triển lâu dài và ổn định, chứ không nên ăn xổi. Đặc biệt những nỗ lực và sự chăm chỉ của bạn tới đâu cũng sẽ mang tới lợi nhuận tới đó, và chớ nên há miệng chờ sung, bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng may mắn nhất định, đầu tư có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh. Bạn càng xông xáo chịu khó tìm hiểu thị trường thì càng có lợi ở giai đoạn này. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ tiền mất như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình. Hãy nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm cho bản thân đã đặt ra, mặc dù ở thời điểm nào. Trong tháng 5 âm lịch, tin vui là vận trình tình cảm của Quý Sửu có sự thay đổi tích cực. Nhờ sao Bách Việt mang nhân duyên tới, tháng này được đào hoa dẫn lối. Dù là người có đôi hay người độc thân đều có những trải nghiệm thú vị trong chuyện tình cảm. Đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này khá suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Sau những ngày xa cách, hiểu lầm, trách móc trước đó, trong quá trình bên nhau sẽ có lúc đôi bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã. Nhưng sau mỗi lần như thế cả hai thêm hiểu và thông cảm cho nhau hơn, tình cảm cũng vì thế mà thêm phần gắn kết. Rất có thể trong thời gian gần sắp tới này và người ấy có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng. Vận đào hoa của người độc thân càng ngày càng vượng. Đây là cơ hội tốt cho những ai đã có sẵn được đối tượng thầm mến trong lòng. Nếu quý mệnh đang thích một ai đó, thì cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình đi thôi. Hạnh phúc cũng cần phải dũng cảm theo đuổi mới có được. Vận trình sức khỏe tháng 5 âm lịch của tuổi Quý Sửu có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng đừng vì thế mà những chú châu lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Quý mệnh lúc này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất, để thể trạng luôn sung sức. Tốt nhất nên sắp xếp thời gian để tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn. Vừa nắm được trạng thái sức khỏe lại thêm phần an tâm với người đang gặp sẵn vấn đề về sức khỏe. Khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Về cẩm nang vượn vận tháng 5 âm lịch, quý nhân là tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão và Mùi. Màu sắc may mắn là đen và xanh lá, con số phát lộc là số 98 và số 74. Tiếp theo là tử vi tháng 6 âm lịch 2024. Tử vi tháng 6 tuổi Quý Sửu âm lịch được dự đoán là quý mệnh sẽ có khá nhiều việc phải bận tâm trong tháng này. Khi tiếp tài xuất hiện, đôi khi đứng trước một sự việc trao đen chưa rõ ràng thì bạn đừng vội kết luận nhé. Một số người thi thoảng có cảm giác kiệt sức, có thể gây ra một số mâu thuẫn với đồng nghiệp trong công việc, hoặc sự áp đặt của cấp trên khiến cho bạn mệt mỏi, chán nản, không muốn đi làm nữa. Tuy nhiên mọi thứ không hề tệ như bạn nghĩ đâu. Nếu bạn muốn thay đổi bất cứ điều gì, xung quanh bạn luôn có thể hiện hữu những cơ hội tiềm năng. Quan trọng là bạn biết nắm bắt và tận dụng các thế mạnh của mình. Ảnh hưởng của đế vượng nên bạn quá kỳ vọng vào điều bản thân có thể làm được. Thực tế là bạn đã làm rất tốt rồi, thế nên đừng tự trách bản thân nữa nhé. Chỉ là bạn đang cố gắng so sánh thành tích của mình với người cao hơn mà thôi. Tháng 6 âm này thì phương diện tài chính của Quý Sửu sẽ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết, khiến cho bạn cảm thấy thoải mái tự tin hơn trước rất nhiều. Nếu đã có dự định mua một món đồ nào thì đây là thời điểm khá thích hợp cho bạn đấy. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc giá cả và xem xét trước khi đưa quyết định để tránh lãng phí tiền bạc.
tháng này đế vượng cũng khá tốt cho đường quan lộc, nhất là những ai chăm chỉ không ngại khó khăn, chịu khó để vươn lên hoàn cảnh của mình, tìm ra những giải pháp tích cực nhất có thể, cải thiện thu nhập bằng những khoản thu từ nhỏ đến lớn. Khi công sức được công nhận, có thêm tiền bạc để nâng cấp cuộc sống và giúp đỡ cho mọi việc, mọi người xung quanh, con giáp Quý Sửu càng thận trọng và tính được giá trị sức lao động của mình hơn. Tháng 6 âm lịch, tin vui là vận trình tình cảm của Quý Sửu có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của quý mệnh. Các cặp đôi thời gian này gia tăng sự thấu hiểu, ai cũng cố gắng chia sẻ lắng nghe nhiều hơn để cùng nhau cải thiện mối quan hệ, giúp cho tình cảm ngày càng đi lên. Tháng này bát bạch bay về phương đông nam, chính vì thế quý mệnh dễ có những chuyện vui, nhất là về đường tình duyên, có thể sẽ gặp được người mình thầm thương. Người độc thân đã có thể thoát ra khỏi tình trạng buồn phiền của mối quan hệ cũ, sẵn sàng cho những dự định mới tốt đẹp hơn. Những cặp vợ chồng thời gian này được đôi bên con cái hiểu nhiều hơn, cả hai không chỉ cùng nhau đi qua thăng trầm của cuộc sống, hỗ trợ nhau rất nhiều trong công việc, chăm sóc con cái, gia đình nội ngoại hai bên. Quý mệnh có nhiều thay đổi, lúc lên lúc xuống, khó có thể dự đoán được. Khi có cảm giác mình đang khỏe mạnh, cũng không được chủ quan, cho nên bạn cần tránh xa các hoạt động quá sức. Ngay cả trong việc tập luyện, đừng đột ngột để nâng cao độ khó. Khi mà bạn chưa đủ thời gian để thích nghi, chỉ nên cố gắng một chút thôi. Nếu cố gắng thể hiện, nhưng khả năng chưa tới thì bạn lại nhận hậu quả về sức khỏe. Điều này không nên một chút nào cả. Ảnh hưởng của thái tuế, không thể xem thường. Có điểm báo bất cẩn trong việc di chuyển, để hạn chế việc tai nạn có thể xảy ra, thì quý mệnh nên luôn tỉnh táo khi điều khiển xe cộ. Thời tiết tháng này khá khó chịu, bạn cũng phải bận lòng vì sức khỏe của con trẻ hoặc người lớn tuổi trong gia đình, cố gắng chuẩn bị cho họ những bữa ăn đủ chất nhé. Về cẩm nang vượn vận tháng 6 âm, quý nhân là tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão và Mùi. Màu sắc may mắn là màu vàng và trao, con số phát tài là số 86 và số 24. Cuối cùng là tử vi tháng 7 âm lịch 2024. Tháng này Quý Sửu âm lịch, những khó khăn trước mắt không phải là vấn đề đáng ngại. Với người nhiều kinh nghiệm, họ sẽ xử lý mọi việc một cách nhanh chóng chính. Vì thế bạn đừng lo lắng quá nhiều. Nhờ thiên ấn nâng đỡ nên cuối cùng công việc của quý mệnh cũng sẽ hanh thông thuận lợi ngay thôi. Quý mệnh ít nhiều đã phải tự vấn về giá trị của bản thân trong suốt những tháng gần đây, và có thể cơ hội cao là câu trả lời sẽ đến với bạn trong tháng 7 này. Tứ lục bay về phương Tây Nam cho thấy nguy cơ tai tiếng bùa vây, họa và miệng. Cho nên lúc nãy bạn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Một số người muốn trở thành trung tâm thông qua những sự kích động mà họ mang lại trong nhóm. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải thận trọng với những lời khiêu khích của họ, chưa chắc là tích cực. Nếu bạn hưởng ứng lâu dài, thay vì nghe theo lời của ai đó một cách dẫn dắt mà không suy nghĩ, băn khoăn gì, thì lúc này, quý mệnh nên hiểu rõ một điều rằng mỗi người nên có một quan điểm, chính kiến riêng. Nhờ thế cuộc sống của bạn mới có thể độc lập được. Hãy đặt câu hỏi trước những yêu cầu đòi hỏi mà đối phương dành cho bạn. Tháng 7 âm lịch này, Quý Sửu đang muốn tập trung để cải thiện tình hình tài chính. Và khi bạn càng tìm hiểu, bạn càng tò mò hơn về cách người khác làm giàu. Bạn rất muốn học theo cách tư duy khác lạ so với người thông thường, và chính điều đó đã khiến cho họ trở thành người thành công. Việc làm theo vẫn là điều khó khăn với con giáp tuổi Quý Sửu, nhưng trong lòng của bạn đầy sự quyết tâm, không chỉ học hỏi mà chính bạn cũng muốn thực hành và hứa hẹn. Nhờ các tinh trợ lực, cho nên bạn nảy sinh nhiều ý tưởng thú vị, vừa táo bạo vừa áp dụng lý thuyết vào trong thực tế, cải thiện túi tiền của mình. Song bạn cũng nên xác thực độ khả thi trước khi tiến hành hiện thực hóa chúng nhé. Hơn nữa, việc mới bước vào lĩnh vực đầu tư, không tránh khỏi việc thất bại. Lúc này bạn hãy xem đó là kinh nghiệm đáng quý cho những lần sau nhé. Hơn nữa, bạn nên lưu ý là phải đi từ lớn đến nhỏ, chứ đừng quá tham lam khi mà kiến thức của bạn còn quá ít ỏi. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy tuổi Quý Sửu tháng này khá rõ ràng giữa vấn đề lý trí và tình cảm. Dường như vấn đề công việc tiền bạc của bạn khiến phần nào bạn trở nên chai sạn đi ít nhiều. Nhất là nữ giới, bạn đang quá độc lập, lạnh lùng. Khi cố tình cách che giấu cảm xúc, nghĩ rằng bạn có thể tự lo cho mình, thậm chí là hỗ trợ đàn ông cả ở khía cạnh tiền bạc. Thế nhưng khi người đàn ông ấy nhận ra rằng họ chẳng thể che chở bảo vệ cho bạn, thì tình cảm cũng vì thế mà phai nhạt dần. Ngũ hành xung khắc dự báo một số mâu thuẫn nổ ra và hai người không còn tìm được tiếng nói chung. Có thể bấy lâu nay bạn đã cố gắng đồng thuận với những yêu cầu mà bạn không thích, chỉ để duy trì mối quan hệ này. Vì đây chưa phải là thời điểm để bạn có quyết định nên kết thúc hay tiếp tục, nhưng hãy suy nghĩ về nó.
mối quan hệ của bạn với bạn bè và người thân cũng có những dấu hiệu lung lay, trong khi bạn muốn có một chút thời gian để sắp xếp lại công việc bộn bề để nghỉ ngơi, nạp năng lượng, thì dường như mọi người đang mong chờ điều khác, có thể cái họ muốn là sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Lúc này bạn hãy cố gắng để cân bằng giữa sự chờ đợi của người khác và mong muốn của chính bản thân mình nhé. Sức khỏe của người tuổi Quý Sửu tháng này rất đáng lưu tâm, bạn rất dễ bị đổ bệnh trong mùa này. Chính vì thế bạn nên tìm cách phòng bệnh hơn chữa bệnh bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho phù hợp, không quên tập luyện thường xuyên. Người bạn làm việc thiên về đổ ốc thường có dấu hiệu mất ngủ, ăn uống không ngon trong thời tiết này. Đó là lý do dẫn đến việc thiếu vitamin, gây bệnh viêm loét miệng, táo bón. Chính vì thế bạn cần chú ý hơn về ăn uống bạn nhé. Ngoài ra, người mà đang có vấn đề liên quan tới dạ dày thì chỉ đừng dựa vào thuốc mà bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Hầu hết bệnh liên quan tới dạ dày đều do stress căng thẳng mà ra. Về cẩn nang vượng vận tháng 7 âm lịch, quý nhân là Ngọ và Mùi, tiểu nhân là Mão và Sửu, màu sắc may mắn, xanh lá cây và trâu, con số phát lộc là số 96 và số 69. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5, 6-7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, cho người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.